Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Tranh thủ khi thời tiết thuận lợi, những ngày này, người dân các vùng hoa thực hiện chăm sóc để cho hoa nở đúng vào dịp Tết. Tết năm nay, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 10 hecta hoa với các loại hoa cúc, lan, thược dược, lily, tập trung ở các thôn Tiên Đồn, Vòng Trì, Thanh Tiên, Thế Vinh. Do ảnh hưởng của các đợt lũ cuối năm 2017, nhiều diện tích hoa Tết ở đây bị hư hại nặng bởi ngập úng, sâu bệnh, nên nhiều nơi bà con phải gieo lại giống mới. Hơn nửa năm nay, do mưa rét kéo dài trong giai đoạn cây sinh trưởng đã ảnh hưởng đến sự phát triển của hoa, khiến chất lượng hoa không đạt như mọi năm. Trong cái vụ trồng hoa Tết năm nay thì bước ban đầu thì rất chi là khó khăn và về thời tiết, nhưng mà trả lại thì qua kinh nghiệm nhiều năm của bà con nông dân cũng giống như bản thân tôi thì chăm sóc thì cũng rất chi là đến giai đoạn này thì hoa rất chi là nở cũng tương đối đẹp. Đặc biệt cái vấn đề năm nay thì cái vấn đề là cây không được tốt, nhưng là năm nay cái giá cả thì tương đối là cao, cho nên người dân cũng tương đối phấn khởi trong cái vụ Tết năm nay. Vụ hoa năm nay, gia đình ông Lê Văn Lự trồng hơn 3.000 gốc hoa mới và cao cấp như lily, lan moncara và nhiều loại hoa lan, cúc có giá trị cao để phục vụ mùa Tết. Nhờ đầu tư làm mái che, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho khu vườn, nên các loài hoa này đều cho thu hoạch đúng vào dịp Tết Nguyên đán, ước tính sẽ cho lại lượng trong vụ này. Còn tại phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Tấn Hoàng đã đầu tư nhiều chi phí và công sức cho ra thị trường hơn 10.000 cây lan nhiều chủng loại như ngân xuân rừng, ngân xuân Thái Lan, Vanda Thái Lan, hồ điệp của Đài Loan. Riêng hoa lan Vanda, lan hồ điệp có hơn 10 mẫu khác nhau. Hoa lan của ông nở hoa đều đặn, bán được qua năm. Cái mô hình trồng lan nó cũng đem lại hiệu quả kinh tế tương đối tốt. Nó cũng khoảng từ 30 cho đến 35% lợi nhuận. Anh thấy đó là cái mức lợi nhuận tương đối khá đối với những hộ làm nông nghiệp. Tuy nhiên mà muốn trồng lan thì cái số vốn nó tương đối lớn. Thành thử tôi rất muốn là phát triển thêm, thì bây giờ qua một cái giai đoạn gọi là thử nghiệm rồi, may mò rồi. Thì bây giờ tôi rất muốn phát triển thêm, nhân rộng thêm để cũng là vừa làm kinh tế cho gia đình. Cái thứ hai nữa cũng là cái mô hình để cho xã hội người ta học tập. Theo ước tính, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 50 hecta hoa và gần 100.000 chậu hoa bị ngập lụt do các đợt lụt cuối năm 2017. Tuy nhiên, với sự nỗ lực trong triển khai các biện pháp khoa học kỹ thuật để chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, người dân trồng hoa trên địa bàn tỉnh phấn khởi khi các vườn hoa đang phát triển tốt.